Mình cũng không cần phải nhất thiết là mình sẽ nói sâu hơn về vấn đề là các bạn cảm thấy stress ra sao khi mà mèo đi vệ sinh trên giường đâu, đúng không? Phải giặt rất là nhiều lần và rất là khó để có thể là cải thiện cái vấn đề này của mèo. Giường hiện tại của mình cũng đã thay tầm khoảng 7 đến 8 ga giường rồi và thật sự rất là mệt mỏi khi gặp phải vấn đề này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải nói đến nguyên nhân. Mình mong rằng các bạn có thể kiên nhẫn một chút để chúng ta cùng tìm ra nguyên nhân nhé. Tại vì khi mà chúng ta biết nguyên nhân rồi, chúng ta sẽ giải pháp của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta cần phải kiểm tra thứ nhất là về vấn đề bệnh tật của mèo. Mà mèo của bạn đang đi vệ sinh trên giường của bạn thì nó là một cái dấu hiệu để nói cho bạn có biết là mèo của bạn đang gặp một vấn đề. Nó có thể là về bệnh thì tốt nhất là mình nên kiểm tra một cách kỹ lưỡng, có thể là mang đi khám thú y hoặc là các bạn sẽ xem được là cái hành vi hàng ngày của nó ổn hay không. Nếu mà hành vi vẫn bình thường thì các bạn có thể bỏ qua điều này. Còn nếu các bạn chắc cú hơn thì các bạn đi khám thú y. Thì cái khoảng thời gian đó thì mèo mình bị tắc tiểu và nó rất khó đi tiểu và nó cần tìm một nơi nào đi thật sự là thoải mái và giường nơi nó nằm và là cảm thấy thoải mái, và đôi khi nó đi tiểu ngay trên giường của nhà mình. Đấy là một số nguyên nhân là bị bệnh thế nên mèo mới đi tiểu trên giường, bạn có thể kiểm tra. Nguyên nhân thứ hai là thật sự là mình nghĩ đến 80 đến 90% các bạn có thể thường gặp phải, đó chính là khay vệ sinh hay là chỗ đi vệ sinh của mèo rất là bẩn và nó không muốn đi nữa. Cái điều này cực kỳ là dễ hiểu thôi, tại vì mèo là một loài động vật rất sạch sẽ, do vậy thì khi mà đi vào vệ sinh chỗ nào thì nó cũng cần mong muốn là chỗ đấy cần sự sạch sẽ. Thế nên trước khi để biết được là mèo bị bệnh hay không, mèo có đề chế hay không, thì việc đầu tiên, cái biện pháp đầu tiên các bạn có thể làm là dọn sạch, thật sự sạch cái chuồng vệ cái khay vệ sinh của mèo đi, hoặc cái nơi vệ sinh mèo đang đi vệ sinh. Vậy thì dọn sạch như thế nào, cái thế nào là sạch? Mình có làm video rồi nhưng mà mình cũng sẽ nói tóm tắt ở đây là sạch nghĩa là nó không còn vi khuẩn nữa, nó khô thoáng, nó không có mùi hôi thối đâu. Các bạn có thể là rửa khay vệ sinh, phơi nắng, sấy khô rồi đổi lại cắt mới. Và mình cũng có làm một cái là làm thế nào để khay vệ sinh luôn sạch sẽ bằng cách là cách dọn cát 5 phút đó, mình cũng làm rồi, tại vì nó là một trong những nguyên nhân để khiến cho khay cát của bạn nó dễ dàng hơn bằng cách là thay cát mới mỗi ngày. Khi các bạn dọn xong khay vệ sinh sạch sẽ thì mình tin chắc là 70-80% là cái vấn đề đã được giải quyết rồi. Còn khi mà đến đến giai đoạn tiếp theo, giai đoạn hơi khó hơn một chút, đó chính là mèo nó tạo thói quen là đi vệ sinh trên giường của bạn rồi, thì cái việc này nó khó hơn rất là nhiều. Nếu mà mèo đi vệ sinh trên giường của bạn trong vòng một tuần liền, nghĩa là trong khoảng 4 đến 5 lần liên tục mà bạn không có biện pháp, không có xử lý, thì nó sẽ dẫn đến thói quen là mèo sẽ đi vệ sinh trên giường của bạn, cho dù giường bạn sạch hay chăng nữa, không có mùi chăng nữa, mà nó tạo thành thói quen đi vệ sinh trên giường của bạn rồi, giống như thói quen nó đi vệ sinh trên khay cát á. Thì cái việc tránh là rất khó và làm rất tốn công. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm thế nào để tránh được cái trường hợp đó khi mèo tạo thói quen. Nhưng phòng còn hơn là chữa, đúng không? Thì chúng ta hãy cố gắng để ý khi mà mèo đi vệ sinh được 1-2 lần rồi, các bạn hãy lập tức thay khay vệ sinh đi, cách ly cái giường của bạn ra và làm như là hạn chế cho nó đi trên giường của bạn nữa. Rồi, vậy cái vấn đề thứ nhất là giả sử là nó đi 1-2 lần đi thì làm thế nào để xử lý nhá. Bước đầu tiên các bạn phải dọn sạch khay vệ sinh thật sự sạch sẽ, thay cát thường xuyên, khay cát mới, vân 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 vân. Cái cách này là cách thật sự là đơn giản và hiệu quả nhất rồi, mặc dù hơi tốn công một chút thì các bạn phải làm điều đó. Cái thứ hai là giặt thật sự sạch ga giường của bạn hay là cái nơi mà mèo đang đi vệ sinh, và làm thế nào để không có mùi nữa. Các bạn để sử dụng cái bình xịt khử mùi ấy chẳng hạn, để có thể là khử đi cái mùi của mèo, và làm thế nào để nó không ngửi cái mùi đấy nữa. Điều thứ hai, hãy tạo lại thói quen mới cho mèo cho các bạn đi vào khay vệ sinh bằng cách là các bạn đổ cát khay vệ sinh mới nhé. Thì hãy có một cách này là bạn cứ mang mèo của bạn vứt vào trong cái thùng cát là được rồi. Đến cái vấn đề thứ ba là phức tạp hơn, là mèo đã tạo thành thói quen đi vệ sinh trên giường của bạn rồi, vậy thì làm cách nào để xử lý cái vấn đề đấy? Đầu tiên, cách đầu tiên cũng như bao cách thường khác là bạn hãy làm y hệt như cách hai, là hãy dọn hết tất cả mọi thứ đi, không để mùi trên giường, không để mùi và cách ly giường của bạn ra. Đó. Cái điều thứ ba nữa là làm cho bé mèo của bạn ghét cái giường của bạn, ghét cái nơi mà bé mèo đang hay đi vệ sinh.
Và cách như thế nào? Mèo có mấy mẹo như này mình hay dùng. Mèo rất ghét những thứ gì dính lên chân. Các bạn có thể giải một cái thảm nào đó trên cái khu vực mèo hay đi vệ sinh chẳng hạn. Các bạn làm thế nào cho nó dính một tí. Ví dụ như mình hay đặt băng dính ngửa lên. Đấy. Thì làm những lúc nào các bạn đang ở nhà thôi nhá. Còn ví dụ không các bạn ở nhà nên cách ly nó ra, thì bạn hãy đặt cái thảm đấy lên khu vực giường của bạn này. Rồi đặt những cái tấm băng dính lên để khi mà mèo nó nhảy lên ấy, bạn cố gắng để thu hút mèo cho mèo nhảy lên. Mèo nhảy lên và nó thấy cái gì dính chân nó sẽ nhảy xuống. Thì đấy, các bạn hãy lặp lại 2-3 lần và làm theo cách 2. Thì điều đó dần dần thì mèo sẽ ghét giường của bạn và mèo sẽ không muốn lên giường của bạn. Và dần dần nó sẽ không đi vệ sinh của mèo lên giường của bạn nữa. Cho dù bạn bỏ ra, nó đã thành thói quen, nó không muốn lên giường của bạn nữa thì mong rằng cái điều đơn giản như này để có thể bạn có thể áp dụng vào ngay để tránh cho mèo đi trên giường của bạn nhé. Còn bây giờ thì mình phải đi giặt ga giường đây. Bye bye.